Nam mô ta sa pha ga va tô a ra tô sam ma sam bun ta sa. Hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp về những cái nơi mà phù hợp đối với cái việc chúng ta tu tập. Bởi vì theo Thanh Tịnh Đạo đó, có tới 18 cái loại ngôi chùa mà nếu như chúng ta ở đó đó thì sẽ rất khó để mà tu. Cái tu ở đây đó là sư nói đến cái chuyện mà có thể chứng đắc, có nghĩa là chứng đắc thiền định, hoặc thậm chí cao hơn nữa là chứng đắc đạo quả. Chứ còn nếu như mình nói tu là chỉ cạo đầu đắp y vô chùa thì cái loại đó thì sư không tính. Và nhớ thầy tu nó lại khác với thầy tụng. Thầy tụng thì có thể là mình thấy là chạy đám này chạy đám kia, cái tụng liên tục, không thấy tu ở đâu hết, có thể làm chuyện này làm chuyện kia. Nhưng mà thầy tu ở đây đó, theo cái nghĩa của Thanh Tịnh Đạo, đó là mình tu. Thì khi mà nói đến những cái ngôi chùa mà không phù hợp với cái việc mà chúng ta tu tập ấy, thì sư kể quý vị nghe một tí xíu về cái quá trình mà tại sao mà sư chọn cái ngôi chùa Nam Tông này mà sư xuất gia. Thì quý vị biết là mỗi một người đó thì sẽ phải chịu chi phối bởi ba thứ. Thứ nhất là tiền nghiệp, thứ hai là khuynh hướng tâm lý, và thứ ba là môi trường sống. Cho nên nó khiến cho chúng ta sanh vào một cái gia đình nào đó. Và người ta nói là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Thì cái cách giáo dục của gia đình sư ấy, thì gia đình hồi nhỏ, nuôi từ nhỏ tới lớn thì gia đình sống theo kiểu là tam đại đồng đường. Có nghĩa là ông bà, cha mẹ, cô dì, chú bác ở chung một chỗ luôn, chứ không phải là tách ra từng cái gia đình nhỏ như bây giờ. Cho nên các giáo dục ấy, phải nói là nó cũng khá là nghiêm khắc. Mà phải nói là nếu như mà ai mà sống được ở trong gia đình đó, gia đình sư hồi trước ấy, thì ra ngoài dễ sống. Tại ra ngoài tìm không thấy chỗ nào mà nó khó hơn hay không. Cho nên là nó làm cho sư có một cái khuynh hướng là nghĩ nhiều về cái giới luật, và nghĩ nhiều về cái gọi là cái cách cư xử, cái oai nghi tế hạnh làm sao cho nó chuẩn mực. Cho nên có những cái suy nghĩ của sư mà nó gọi là nó trưởng thành hơn những cái người bạn đồng lứa. Ví dụ như cái lúc hồi nhỏ mẹ dắt vô chùa, dắt vô cái tượng Quan Âm ở đằng trước. Hồi trước sư ở quận 3 có cái chùa ngay chung cư Nguyễn Thiện Thuật, là cái chùa Linh Chưởng, có cái tượng Quan Âm ở đằng trước chùa. Thì mẹ kêu là có cái bình, gọi là cái gì, cái tịnh bình ấy, mà có cái tư thế là đổ nước xuống. Thì mẹ kêu là hứng nước thì con hứng nước rồi xoa lên đầu cho nó thông minh. Thì khi mà, thì mẹ dạy sao thì nghe vậy. Nhưng mà lúc đó xưa có suy nghĩ đó, cái tượng mà để ở chỗ này thì mình phải coi cái người này làm cái chuyện gì tốt. Hồi nhỏ nít mình nghĩ vậy đó, cái chuyện gì tốt, có những cái đức lành gì đó rồi mình học theo thôi. Chứ còn mà hứng vậy đâu có nước gì đâu, thì mắc mớ gì, dính dáng gì tới chuyện mình học giỏi học dở. Hồi nhỏ sẽ nghĩ vậy. Rồi khi mà lớn lên thì bạn bè ít tiếp xúc lắm, tại vì họ nghĩ cái người này nó khô khan, nó giống như con robot vậy, nó làm theo cái lệnh lập trình vậy thôi. Mãi sau khi mà sư có ý định mà sư tìm một cái ngôi chùa xuất gia đó, thì sư để ý thấy như vậy này. Những cái nơi mà sư đi, những ngôi chùa nhỏ đó, sư không dám nói là tất cả, nhưng cái này là mang cái quan điểm cá nhân là nhiều. Thì sư thấy nhiều nơi một cái vị mang tiếng là cạo đầu đắp y, nhưng mà không có được những cái oai nghi tế hạnh, không giữ được giới luật. Mặc dù lúc đó sư chưa nghiên cứu về cái luật tỳ kheo, nhưng mà ít nhất mình cũng biết một vài thứ ở trong
cái tặng luật, có nghĩa là một vị tỳ kheo một số việc cái vị đó không được làm. Nhưng mà sư thấy là nhiều vị không có làm cho mình phát triển được đức tin. Một số ngôi chùa sư tiếp xúc, sư không thấy cái chuyện đó, cho nên là sư bỏ, sư không có ở đó. Rồi sư đi đến, có lần sư đi một cái chùa nó cũng tương đối lớn, mà chùa này thì làm công tác từ thiện là nuôi trẻ mồ côi, nuôi nhận từ mấy em bé mà nhỏ lọt lòng đỏ hỏn cho tới nuôi tới lớn luôn. Thì sư nhận thấy một điều đó là có những cô ni nuôi mấy đứa trẻ, nhưng mà nội cái chuyện mà thay tã rồi cho ăn rồi giặt giũ này nọ, chăm sóc tụi nó hết thôi đó, hết thời gian, không có thời gian gì để mà tu. Mà sư từng phục vụ ở trong đó, sư thấy bỏ phí thời gian như vậy, mang tiếng vô chùa cạo đầu đắp y, nhưng mà không có thời gian để cho mình tu tập, thì có đáng để mà mình gọi là một cái vị tu sĩ hay không? Thì sư nghĩ e là phải suy nghĩ lại. Rồi những đứa bé như vậy đó, thường thì có thể do những cái điều kiện hạn chế, cho nên nhiều nơi đó họ chỉ có thể dạy, chỉ có thể nuôi thôi chứ không có dạy. Có nghĩa là nuôi cho nó ăn, rồi cho nó lớn lên, rồi đứa nào nó đi học thì cho nó đi học thôi. Tại vì nhiều lắm, có gì nhiều lắm, mấy trung tâm nhiều lắm, nhưng mà không có thời gian để mà dạy dỗ. Thành ra cái vấn đề mà đạo đức của mấy đứa nhỏ là một vấn đề đáng lưu ý. Và sư thấy như vậy đó, thành ra sư cũng bỏ sư đi. Rồi sư đến những cái thiền viện lớn của hệ phái phát triển. Sư từng có thời gian sư đi những cái thiền viện này, thiền viện kia, những thiền viện rất là lớn. Và sư lại để ý thấy một điều là những cái ngôi chùa, những cái thiền viện lớn như vậy đó, thì có hẳn những cái ban bệ luôn. Có nghĩa là cái ban trồng kiểng, rồi ban tưới cây, ban vệ sinh, rồi ban ẩm thực, nó chia hẳn ra rất là lớp lan. Và khi mà sư đến như vậy đó, thì được mọi người, coi như đàn anh thì hướng dẫn cho đàn em, thì nói là mình vô chùa, mình tu, mình hành thiền thì đâu có phước bao nhiêu đâu. Mới tu mình đâu có phước bao nhiêu đâu, cho nên là phải công quả. Công quả để nó bù vô cái phước mà mình ăn ở chùa, rồi mình ở chùa đó. Thì sư cũng cắm đầu sư công quả. Và sư nhận thấy đó, ở một số cái thiền viện lớn thì họ hành thiền với nhau đó, thì họ tính bằng giờ. Ví dụ như anh một ngày anh ngồi thiền được mấy tiếng đồng hồ, anh ngồi được 2 tiếng đồng hồ thì cũng tạm được, rồi ngồi được 4 tiếng đồng hồ, mà nhưng mà giỏi lắm là ngồi 6 tiếng đồng hồ. 6 tiếng đồng hồ đây có nghĩa là chia ra 3 thời đó, sáng 2 tiếng, rồi dứt giữa 2 tiếng, rồi dứt tối 2 tiếng đồng hồ. Thì như vậy đã được gọi là một thiền viện. Còn cái thời gian còn lại đó, đa phần mình gọi là lao tác, hay còn gọi là công quả. Và sư ở đó một thời gian, thì sư thấy là hình như cái việc công quả nó chiếm quá nhiều thời gian. Tại vì những cái nơi lớn như vậy đó, nội cái việc đổ rác không thôi đó, mà quý vị biết là đổ mười mấy cái xe rác, cái thùng rác đó mình kéo, chiếm thời gian, rồi không có thời gian để mà tu. Nhưng mà sư nghĩ thì thôi, thì cái này cũng tạm chấp nhận đi, tại vì sư chưa có ý thức nhiều về cái vấn đề tu tập. Nhưng mà do cái khuynh hướng của sư là cái khuynh hướng nghiêng về cái vấn đề mà giữ giới, sư nặng lòng về cái vấn đề giới luật. Mà một số nơi đó thì sư nhận thấy là cái việc giữ giới nó bị kỳ thị. Sự thật là như vậy. Một số nơi một vị tỳ khưu giữ 227 giới nguyên thủy, nhưng mà phát triển thì giữ 250 giới. Số lượng nó không có khác nhau nhiều đâu. Một số nơi một vị tỳ kheo mà giữ 250 giới là bị kỳ thị. Thậm chí kỳ thị tới cái mức độ mà lên trên pháp tòa nói thẳng luôn. Thì sư nghĩ là hình như nó cũng không hợp lý cho lắm. Và sư cũng có cái lòng ấy, là nếu như mà xuất gia ở đó thì sư sẽ thưa với Hòa Thượng Viện Chủ là con có một cái tâm nguyện là con giữ tròn cái giới tỳ khưu. Sư có suy nghĩ như vậy. Và sư có khuynh hướng là sư đi về chuyên tu.
cho đến một cái lần khác, lúc đó là sau khi mà Chư Tăng ra hạ đó, thì có một cái chuyện là Chư Tăng lên trình pháp với Hòa Thượng, là trình là trong cái hạ vừa rồi đó con hành thiền như thế nào, để trình lên Hòa Thượng Viện Chủ. Thì Hòa Thượng Viện Chủ có nói như thế này: mấy thầy đi nhập hạ, cái mà tôi cần ở mấy thầy là cái việc mấy thầy có chứng đắc được cái gì hay không, chứ còn mấy thầy kể cái chuyện là mấy thầy đúng giờ hành thiền rồi đúng giờ lao tác thì tôi đâu có cần nghe mấy cái chuyện đó. Mấy chuyện đó mấy thầy không nhập hạ mấy thầy vẫn làm như vậy, mà bây giờ mấy thầy nhập hạ mấy thầy vẫn làm như vậy, nó không có gì thay đổi hết. Cái cần ở mấy thầy là cái chuyện mấy thầy có chứng đắc gì hay không. Thì khi sư nghe như vậy thì sư mới có suy nghĩ: giới năng sinh định, định năng sinh tuệ. Có nghĩa là phải có giới, trên nền tảng của giới định nó mới phát sanh. Mà bản thân quý vị coi nhẹ coi thường cái chuyện giữ giới thì làm sao quý vị có thiền định, làm sao quý vị có được cái sở chứng, bất kỳ sở chứng nào ở trong cái việc thiền định hoặc là phát triển trí tuệ quý vị không thể nào có được. Thì khi đó sư có suy nghĩ như vậy, và cũng theo những cái luồng thông tin ở ngoài đó thì người ta cũng đồn thổi thôi là Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông ấy, thì các sư ở đó giữ giới luật đúng theo Đức Phật giữ 227 giới. Thì sư nói ngoài lề tí xíu, cái con số 250 và 227 đó nó không khác nhau nhiều. Cái sự mà chênh lệch cái số lẻ ở đằng sau là những cái giới nó rất là nhỏ nhặt mà không đáng kể. Ví dụ như ở chỗ bảo tháp Xá Lợi thì không có được duỗi chân vô trong bảo tháp, hoặc là không có được ăn uống ở trong chánh điện. Thì những cái giới đó được xem là những cái giới nhỏ nhặt, mình không đáng kể, cho nên cái chuyện khác nhau mình không nên bận tâm đâu. Và người ta đồn thổi là Chư Tăng Nam Tông ấy giữ giới ghê lắm, cho nên là sư có khuynh hướng là sư quay trở lại Phật giáo Nguyên Thủy ở cái thời điểm đó. Rồi cho tới một cái gọi là giọt nước mà tràn ly ấy, là có một lần là sư nghe một vị thượng tọa giảng sư rất là nổi tiếng của Phật giáo phát triển, rất là quen mặt ở thiền viện đó. Thì vị đó đưa ra một cái thông tin mà sư hết hồn. Có nghĩa là Chư Tăng sau khi mà thọ giới, thọ đại giới tỳ khưu á, sau đó xả giới và thọ Bồ Tát giới. Thì cái đó, khi mà sư nghe thông tin đó, đối với sư là một cái việc rất là bị sốc. Tại vì theo luật, một vị tỳ khưu 227 cũng được, 250 cũng được, nhưng mà một khi mà xả cái giới đó đó là không còn được, không còn là tỳ khưu nữa. Một khi quý vị từ chối cái việc thọ trì giới luật là quý vị không còn là tỳ khưu nữa. Sư không biết cái thông tin đó chính xác hay không, bởi vì cho tới bây giờ sư cũng không có xuất gia theo hệ pháp phát triển. Nhưng mà tại vì sư nghe cái vị đó nói như vậy cho nên sư bị sốc. Sư không cần biết là cái giới Bồ Tát đó là của ai sáng tác, sư không cần biết. Nhưng mà cái giới của Đức Phật 250 giới mà mình bỏ, thời điểm đó sư nghĩ nếu mà mình bỏ đó thì đâu còn tính là tỳ khưu. Cho nên là sư quyết định sư đi. Và khi sư đi như vậy thì sư tới những cái chùa Nam Tông, vào những cái mùa dân y á, thì sư cũng đi khá nhiều những cái chùa Nam Tông. Thì khi sư đi như vậy, sư đã có một cái tâm lý là cái đời tu nó không phải là một màu hồng. Ở đâu cũng vậy, ở đâu cũng có người này người kia. Cho nên sư không có trông chờ cái việc mà tìm ra được một cái môi trường mà thanh tịnh rồi Chư Tăng giữ giới cho nó tròn đủ, sư không cần cái chuyện đó. Nhưng sư cần một cái môi trường như thế nào? Cái môi trường mà ở đó, đó một vị tỳ khưu giữ giới không bị kỳ thị, một vị tỳ khưu giữ giới được hoan nghênh. Cái môi trường mà một vị có cái tấm lòng hoàn truyền chánh pháp không bị chèn ép. Ở cái môi trường mà cái việc học pháp và hành pháp được ủng hộ. Sư cần cái môi trường như vậy. Rồi sư cần một nơi có một vị thầy giỏi hơn mình.
Tại vì lúc đó bản thân khi chưa tu thì cũng kiêu ngạo với những cái mà mình đã biết ở ngoài đời. Thì nó là cái chỗ nào người ta giỏi hơn mình mới dạy được mình, chứ còn mà bình thường thì làm sao mà dạy mình. Lúc đó kiêu ngạo như vậy đó. Và ban đầu thì sư cũng tính ở Phước Sơn, nhưng mà ở Phước Sơn á, thì đông quá, cho nên là cũng cái tình hình cũng khá phức tạp vào cái thời điểm đó. Cho nên là sư về, và cô sư thì có giới thiệu một số nơi, một nơi là đi ra hẳn ngoài Nha Trang luôn đó. Nhưng mà sư thấy thì ở chùa Nam Tông này đó, thứ nhất là cũng gần, và cái cốt của ông nội sư thì cũng ở đây, cho nên sư có khuynh hướng ở Nam Tông hơn là chạy ra cũng Nam Tông, nhưng mà ở tận ở ngoài Nha Trang. Tại Nha Trang sư nghĩ lúc đó xa quá, và cũng hên là sau khi mà sư tới chùa, ở chùa Nam Tông đâu được vài tháng thì nghe tin là ở Nha Trang bão nó vô, mà quý vị biết là nó đánh cái chùa ở ngoài đó là đánh sập tanh bành luôn. Thì nhiều lúc mình nghĩ đó, cũng có thể là do một cái nhân duyên như thế nào đó mà mình không ra ngoài, chứ mình ra ngoài không biết bây giờ mình nó ra làm sao mình không biết luôn. Thì đó là cái quá trình mà tóm tắt cái việc mà sư chọn một cái nơi để mà tu tập. Thì quý vị thấy khi mà mình chọn môi trường tu, chọn một ngôi chùa để mà mình có thể tu, nó khó lắm quý vị, nó không phải dễ. Rồi có người nói đó, sư nói là sư đòi sư giữ giới, mà rốt cuộc sư nhận tiền sư giữ giới cái gì? Nhiều người họ nói về cái giới tỳ khưu, họ chỉ quan trọng mỗi một việc là ông có nhận tiền hay không. Ông không nhận tiền đừng nói gì giữ giới. Thì cái vấn đề này đó, sư nói như thế này. Thứ nhất, mình không giữ được một giới không có nghĩa là mình không giữ tất cả những giới còn lại. 227 giới. Nếu anh không giữ được một giới, ít nhất anh cũng phải giữ được 226 giới còn lại. Hoặc nếu như anh không giữ được 7 giới thì anh cũng phải giữ được 220 giới còn lại. Chứ không lý nào anh nói tôi không giữ được một giới là coi như những cái giới khác tôi bỏ luôn. Thì lúc đó là còn cái gì là một vị tỳ khưu nữa. Đó là cái quan điểm của sư về sự giữ giới. Nếu như có một giới nào đó mình không giữ được, biết cái chuyện đó, nhưng mà những giới còn lại phải giữ. Cái thứ hai, quý vị biết là những vị mà không giữ tiền ấy, hiện vào cái thời điểm này, thời buổi này, những vị đó đều có thì giả hết. Mà mình Nam Tông thì gọi là cấp bí giá, hoặc là gọi là cái người hộ tăng. Nôm na thì cũng chỉ là một loại thôi. Thì vị này á, có cái trách nhiệm là những ai mà thí dụ thí chủ cúng dường tiền bạc thì vị đó sẽ giữ. Rồi khi mà vị sư đó cần cái gì thì vị này sẽ dùng cái tiền đó để mà mua sắm. Nhưng mà quý vị thử nghĩ coi, mình là cái gì mà mình đòi có thị giả? Phải nói là thí dụ như một cái vị hòa thượng hoặc là một cái vị nổi tiếng như thế nào đó thì có, nó dễ. Nhưng quý vị thấy là một số những cái vị thiền sư đó, hầu như thiền sư nào cũng có thị giả hết. Chứ còn mình là cái gì đâu mà mình có, rồi giữ cái kiểu gì? Nó rất là kẹt. Hơn nữa, vào cái thời như là thời ngày Hậu Tông, thời ngày Giới Nghiêm, rồi thời ngày Thiện Luật, các vị đó giữ giới luật rất là nghiêm minh. Các vị đó không giữ tiền, nhưng mà được cái là các vị đó thời đó còn đi bát. Có nghĩa là buổi sáng các vị ôm bát ra ngoài, người ta chân cho cái gì thì về dùng cái đó. Các vị đó còn đi bát được. Còn bây giờ chư tăng không được phép đi bát, ở ít nhất ở thành phố Hồ Chí Minh không được phép đi bát. Mấy ông giả đó, mấy ông đi ở ngoài không ai cấm hết, còn mấy ông thiệt là mấy ông không được đi. Nó ngộ như vậy đó. Cho nên cái việc đi bát là không được rồi, thì thử hỏi coi chư tăng ăn uống như thế nào. Đó là cả một vấn đề. Thì thôi, cái đó thì để qua một bên. Cái gì nó cũng có hai mặt hết. Cho nên lặp đi lặp lại thì sư vẫn khuyến khích một cái môi trường thích hợp cho cái việc tu tập.
và mọi người tu tập nên giữ giới. Nếu như có một giới nào đó không giữ được thì phải biết hổ thẹn, và không nên lấy đó làm lý do để mà mình không giữ tất cả các giới còn lại. Nhớ như vậy. Ngay cả quý vị là người cư sĩ tại gia cũng vậy thôi. Quý vị giữ năm giới, nhưng chẳng hạn quý vị không giữ được một giới, phải biết hổ thẹn vì chuyện đó. Và đừng lấy đó làm lý do để mình bỏ luôn bốn giới khác. Nhớ. Thì bây giờ sư sẽ liệt kê 18 ngôi chùa không thích hợp cho việc tu tập. Thứ nhất là một cái ngôi chùa lớn, thì ngôi chùa đó không thích hợp cho việc tu tập. Thì quý vị biết là chùa lớn thì sẽ có đông người. Chắc chắn chùa lớn phải đông người. Mà đông người thì 9 người 10 ý. Thành ra đó, rất dễ xảy ra những cái chuyện xung đột, hoặc là chia phe chia phái. Chia phe phái ở đây không nhất thiết là mình phải y như là xã hội đen ở ngoài đường, không phải. Nhưng mà có những cái người mà ở chung một cái nhóm này thì không sẽ không chơi chung với nhóm kia, rồi bắt đầu xung đột nha, bắt đầu kỳ thị nha, bắt đầu chống trái lẫn nhau. Đó là cái nhược điểm đầu tiên của một ngôi chùa lớn. Cái nhược điểm thứ hai đó là một ngôi chùa lớn như vậy có rất nhiều những việc phải làm. Chẳng hạn như chỉ riêng cái việc quét sân thôi đó. Quý vị biết là hồi trước khi mà sư ở thiền viện, một cái thiền viện ở Vũng Tàu, thiền viện rất là lớn. Chỉ riêng việc quét sân ở cái khu vực ở đằng trước thôi, còn cái phần mà nội viện của chư tăng thì không tính nha, cái phần ở đằng trước không thôi. Cần hơn 10 người quét sân. Mà quét là quét hết buổi sáng. Quý vị thử nghĩ coi, mình ở trong đó thì mình làm hết, không còn có thời gian để mình làm chuyện khác. Riêng việc quét sân là như vậy. Huống chi là còn những việc như là tưới nước nè ha, rồi trồng cây, rồi làm đủ thứ mọi chuyện hết. Chùa lớn rất nhiều việc phải làm. Nếu quý vị đã ở những nơi lớn thì quý vị sẽ biết cái chuyện này. Mà Hòa Thượng Bửu Chánh ấy nói không có cái gì mà thảm cho bằng một người bỏ cha bỏ mẹ đi vô chùa tu, mà suốt ngày đó phải làm những cái việc là tỉa cây, làm những việc là tưới nước, để chi? Để cho chùa nó đẹp, để chi? Để cho Phật tử họ vô họ khen họ chê. Mà nghĩ sao mình bỏ cha bỏ mẹ vô chùa đi tu mà mình làm mấy chuyện đó? Còn mấy anh mấy chị mà cư sĩ ngoài đời đó, họ đi làm, họ có vợ có chồng, tối họ hú hí với nhau, và sáng họ vô chùa họ chỉ với cái cây, họ chỉ cái cảnh, họ khen họ chê, có cái gì mà nó thảm hơn? Cho nên sư không bài xích một cái ngôi chùa lớn, nhưng mà quý vị phải nhìn nhận một việc là một ngôi chùa lớn nó có rất nhiều những việc phải làm, mà nếu như mình không làm là nó rất là kẹt. Tại vì người ta sẽ đánh cho mình một cái nhãn là một người lười biếng, không có trách nhiệm. Như ở chùa Nam Tông, sư cả giao cho sư cái nhiệm vụ tưới cây. Nhưng mà cái việc tưới cây, sư cả chỉ lặp lại cái lời dạy của Hòa Thượng Siêu Việt thôi. Là thấy cái cây nào lá nó héo thì biết là nó thiếu nước, tưới nước cho nó. Sư chỉ... Nói chung là kêu tưới cây, sư chỉ nhớ mỗi câu đó thôi. Có nghĩa là thấy cây nào héo thì tưới nước hết. Đơn giản vậy. Đó. Thành ra đó, sư rất là hoan hỷ khi mà tới những cái ngôi chùa nào á, mà cây nó tự nhiên. Có nghĩa là khỏi phải tưới gì hết trơn. Rồi khi mà mình làm nhiều việc như vậy đó, thì mình sẽ không có thời gian cho cái việc đi khất thực. Và cũng không có thời gian để hành thiền. Quý vị thử nghĩ coi. Mình vừa mới ngồi thiền là người ta réo, người ta nói là khách vô, người ta nói là một đống chén chưa rửa, người ta nói là tới giờ lao tác rồi, là lúc đó khỏi ngồi thiền. Có một lần sư đến một cái thiền viện ở Bình Thuận, một thiền viện ở Bình Thuận, thì khi mà sư tới đó, sư ngồi thiền. Khi mà sư ngồi thiền thì bị khèo. Thì cái chú ở đó, chú nói là giờ này không phải giờ ngồi thiền. Giờ này mọi người đi ra ngoài, người ta quét sân, người ta công quả. Giờ này chú ngồi thiền ở đây
nó không có coi như là không có hòa nhập với đại chúng, cho nên là giờ này là không có cho ngồi thiền. Sư lúc đó còn là cư sĩ đó, cười lẳng lặng lên xe đi về. Rồi như quý vị thấy đó, một nơi mà nó lớn như vậy thì có rất nhiều việc phải làm, và như vậy nó sẽ khiến cho cái môi trường ở đó nó ồn ào. Quý vị thử tìm một cái ngôi chùa lớn mà nó không ồn, nó khó. Cho nên những cái ngôi chùa bây giờ đó, thường họ chia ra nội viện và ngoại viện. Thì cái phần nội viện cho chư tăng thì cũng tương đối yên tĩnh, nhưng mà nói yên tĩnh chứ cũng còn nhiều việc để làm đó, quý vị. Nhưng mà đó, nếu như cái ngôi chùa đó mà người ta nói là thôi ông tu để cho ông tu đi, còn không có dính dáng tới ông hết, để coi như là người ta mặc kệ mình, để cho mình tu thì được, thì mình có thể ở chỗ đó được. Hoặc là những cái chỗ mà người ta coi như có người làm hết rồi, công việc người ta làm hết rồi, mình không cần phải đá động gì tới, thì mình có thể ở đó được. Mà sư nói ở đây đó có nghĩa là mình tu, chứ không phải là mình diễn cái cớ đó để mình làm biếng. Nếu mà quý vị chui vô trong phòng, mình chui vô trong cốc, rồi mình chơi ở trong đó, mình ngủ ở trong đó, thì thôi sư không nói tới. Cái này sư đang nói là cái vấn đề tu tập. Ví dụ như ở chùa Nam Tông, quý vị biết là cũng có làm việc này việc kia, nhưng mà do cái khuynh hướng của sư là thường nghe pháp và thường nghiên cứu giáo lý cũng như là hành thiền, quý vị thấy rồi, cho nên thường mấy cái việc ấy, không có kêu. Để có ông sư bạn cũng tu nhưng mà ông thích làm việc thì cho ông đi ra ngoài làm việc, còn sư thì để yên. Đó là như vậy. Có nghĩa là nếu như có những nơi đó mà mình được tạo điều kiện để tu tập, không phải tốn cái thời gian cho những cái việc ở ngoài lề, thì khi đó mình có thể ở được. Và quý vị biết là cái việc mà những người mà phụ giúp chùa nó có từ thời Đức Phật mình, chứ không phải là tới bây giờ mới có. Mà có những ngôi chùa lớn thời Đức Phật ấy, mà người phụ việc đông tới cái mức độ mà người ta ở đó, người ta làm ra một cái xóm luôn, một cái thôn xóm luôn, mà người ta gọi là cái xóm của những người phụ việc chùa, đông lắm. Cho nên là chư tăng ở được những cái khu đó thì chư tăng rất thoải mái, bởi vì không có việc gì phải lo hết, toàn bộ là có những người hộ tăng họ làm giùm hết. Chư tăng chỉ việc hành thiền thôi, chứ không phải là mình nói là người ta làm việc hết rồi mình ở đó mình làm biếng, thì không phải. Còn những nơi mà không có những người phụ việc chùa, hay mình ở bây giờ mình nói là những người công quả đó, không có những cái người đó hoặc là không có nhiều, thì thường là chư tăng phải làm. Ngay cả thời Đức Phật cũng vậy, như là Ngài Xá Lợi Phất, quý vị biết là Ngài là huynh trưởng của chư tăng, Ngài là lớn nhất rồi, đệ nhất. Nhưng mà khi mà chư tăng đi ra khất thực, Ngài vẫn tiếp tục Ngài ở lại. Ngài ở lại để làm gì? Ngài coi có cái việc gì mà phải dọn dẹp hay không, có chỗ nào dơ bẩn đi, nhưng mà Ngài đổ rác hoặc là Ngài sắp xếp lại cho nó ngay. Ngài chỉ có một suy nghĩ là để cho ngoại đạo khi mà họ tới đó, họ không có cớ để mà họ phiền hà hoặc là họ phỉ báng mình đó. Thì quý vị thấy ngay cả Ngài Xá Lợi Phất cũng vậy, huống chi là bây giờ. Cho nên một cái ngôi chùa lớn quá nhiều việc để làm mà không có cái người phụ việc mà nó đông đủ thì nó rất là kẹt. Rồi tiếp theo, ngôi chùa thứ hai là một ngôi chùa mới. Chùa mới thì cũng không thích hợp cho cái việc tu tập. Vì biết là chùa mới mà, thì nó sẽ có những việc là xây cất, xây chùa, cất chùa. Như quý vị thấy là chùa này cũng không phải là chùa mới, nhưng mà chỉ riêng những cái hạng mục mà đang xây dựng, đang sửa chữa này nè, là thường là sư cả mất ngủ suốt, rồi phải theo dõi người ta, trông coi về đôn đốc công nhân, rồi sắp xếp chỗ ăn, chỗ ở, và sắp xếp cái việc làm lụng này nọ kia. Nó tốn rất nhiều những cái thời gian. Mà hơn là cái này công trình ngắn hạn, có nghĩa là chừng 1 tháng, 2 tháng là xong.
Còn một cái ngôi chùa có những nơi xây 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm thì chư tăng ở đó hầu như không thể nào tu tập được. Còn nếu như mà mình không tham gia đó là mình sẽ bị chỉ trích. Rồi. Cho nên là có một số nơi ở như ở Miến Điện, sư thấy có một cái thú vị như vậy nè. Là có những thí chủ họ đứng ra họ xây chùa. Nhưng mà cái vị chư tăng ở đó đó không phải động tay động chân gì hết. Cái vị thí chủ đứng ra xây chùa, vị đó đứng luôn cả cái việc là trông coi rồi đôn đốc công nhân rồi thuê thầy thợ, vị đó làm hết. Ngay cả như là cái việc mà cơm bưng nước rót cho mấy ông thợ đó, vị này cũng làm luôn. Coi như là lo từ A tới Z. Còn mấy sư thì chỉ lo việc tu thôi. Rồi tới cái lúc mà khánh thành ngôi chùa thì vị này vẫn đứng ra làm tiếp cái bổn phận là tổ chức cái buổi lễ, như là sắp xếp người nè ha, rồi nấu nướng, rồi làm lễ này nọ. Toàn bộ là cư sĩ, toàn bộ là thí chủ làm hết. Chư tăng không làm gì hết. Chư tăng chỉ lo mỗi một việc là biết lo tu. Chỉ cần chư tăng tu là Phật tử hoan hỷ. Còn ngoài ra những việc khác là không cần phải lo. Thậm chí cái việc thu chi như thế nào, sắt thép phế liệu như thế nào, toàn bộ chư tăng không cần bận tâm. Toàn bộ là họ lo hết. Thì những nơi như vậy đó là tuyệt vời, thưa quý vị. Hồi nãy còn một cái vấn đề mà chọn chùa thì có một cái vấn đề sư chưa có nói, mà bây giờ sư nói luôn cho quý vị hoan nghỉ. Là có nhiều nơi quý vị họ tìm, họ không chắc là họ có thể tìm thấy một vị tỳ khưu trong sạch. Họ tìm ra. Thành ra họ, nhiều người họ hoang mang là không biết là họ thọ cái giới đàn như vậy đó rồi có thành tựu tỳ kheo hay không. Rồi tới cái mức độ mà họ phải truyền tai nhau là thôi mình cứ tưởng tượng, cứ quán tưởng là những cái con người mà làm lễ cho mình là những con người đó đức hạnh, họ không có, giới hạnh của họ không có vấn đề. Nhưng mà chư tăng Nguyên Thủy thì được một việc là giới hạnh ổn. Ít nhất là những cái buổi lễ lớn, những cái buổi lễ như là giới đàn, thọ giới, tỳ khưu, là những vị đó thì giới hạnh rất là trong sạch. Một số những cái giới nhỏ tôi không nói, nhưng ít nhất là 4 cái giới bất cộng trụ và 13 cái tội tăng tàng thì không phải lo. Nhưng mà mình như vậy là mình còn hơi dễ vui. Chư tăng Việt Nam vẫn còn hơi dễ vui. Mà sư nói vậy sư sám hối, sư hơi quơ đũa cả nắm. Nhưng mà nhiều vị ở Việt Nam mình cũng còn dễ vui. Nhưng mà ở Miến Điện quý vị, tìm một cái hội chúng 100 vị, 200 vị giới hạnh trong sạch như pha lê, không hề có một cái giới nhỏ nhặt nào mà phạm lỗi hết. 100, 200 vị ngồi chung với nhau đọc tụng giới bổn, 100, 200 vị cùng nhau ôm bát khất thực, giới hạnh trong sạch như vỏ ốc. Dễ lắm, tìm là ra, nhìn là thấy, không cần phải mà mình lo lắng suy nghĩ gì. Cho nên phải nói là có những nơi như vậy là mình rất hoan hỷ. Và nhờ như vậy mình mới tiến triển được trong cái việc tu tập. Còn các sư ở chùa mà Nam Tông mình thì các sư sám hối với nhau, có những lỗi trừ cái tội tăng tàng và cái tội bất cộng trụ thôi, còn tất cả những lỗi khác có thể sám hối được với nhau hết. Ví dụ như một vị này phạm lỗi thì vị này sám hối với vị kia, một vị trong sạch, và nhờ như vậy vị này trở nên trong sạch. Cứ như vậy trong chừng lẫn nhau, nếu như mình cảm thấy mình bị phạm lỗi thì mình sẽ sám hối với vị khác. Nhờ như vậy mà chư tăng vẫn tiếp tục giữ được cái sự trong sạch trong tăng đoàn, tránh cái trường hợp mà phạm lỗi mà giấu. Tại vì phạm lỗi giấu thì mình phạm lỗi mình giấu, ông kia ông cũng phạm lỗi ông giấu, hai bên cùng phạm lỗi hết thì không sám hối được với nhau, thành ra càng ngày càng đi xuống. Rồi hơi ngoài lề một tí xíu. Rồi tiếp theo cái ngôi chùa thứ ba là cái ngôi chùa nghèo tả tơi, thì ngôi chùa đó cũng không thích hợp cho việc tu tập. Tại sao vậy? Vì những cái ngôi chùa đó, đó quý vị biết rồi, nhà dột cột siêu, coi như là mình không kiếm được một cái chỗ nào yên ổn để mình tu hết. Chỉ riêng cái việc mà cái cơ sở vật chất nó xuống cấp là đã là một vấn đề rồi.
Và thậm chí đó, nếu như mà mình lo mình tu thôi đó, thì người ta sẽ chỉ trích mình, ít nhất là ông lo cái chỗ của ông, ví dụ như mái nhà ông nó dột hoặc là cột kèo nó có vấn đề, thì ông ở đó ông ít nhất ông phải lo cái cốc của ông. Còn mà mình, nếu mình lo đó là mình không có thời gian để mình tu. Quý vị biết là như ở tăng xá mình nó đỡ vậy đó, mà cũng còn dột tới dột lui, mà mỗi một lần mà lên trên mà dọn là tìm những cái lỗ mọt mà nó dột, nó cực biết bao nhiêu. Chùa mình nó còn như vậy thì huống chi là những cái ngôi chùa mà nó coi như nó Thanh Tịnh Đạo dùng cái từ là tả tơi luôn á, là mình hiểu rồi. Thì những nơi như vậy không thích hợp cho việc tu tập. Cái thứ tiếp theo, thứ tư là ngôi chùa gần đường chính, gần cái đường lớn ấy, thì những nơi như vậy cũng không thích hợp cho việc tu tập. Tại sao? Bởi vì những ngôi chùa như vậy đó quý vị, lúc nào cũng có khách hết, lúc nào cũng có khách khứa người ta tới, người ta thăm viếng hết. Mà quý vị thử nghĩ, một ông thầy chùa mà sáng hết tiếp khách, xong người này tiếp tới người kia, tiếp suốt như vậy thì không có thời gian để tu. Sư nói thiệt là nếu như mà sau này mà sư lỡ mà nổi tiếng, mà hết ông này tới bà kia mà tới tiếp, thì sư nghĩ chắc cái lớp giáo lý nó dẹp luôn. Tại vì tiếp hết người này tới người kia, không còn thời gian để tu. Mà quý vị thử nghĩ coi, còn nếu như mà mình đóng cửa mình tu á, người ta nói là ông này ông diễn. Tại vì người ta không có thấy, người ta đâu biết tu thiệt hay tu dởm, người ta đâu có biết. Mà người ta thấy mình tu mà ở cái nơi người ta đi qua đi lại nhiều, người ta sẽ nghĩ mình diễn. Ví dụ như bây giờ ở đây mình có một cái hội chúng, rồi mình hành thiền tập thể như vậy, không ai nói gì hết. Chứ giả sử mà quý vị không có mặt ở đây, mà sư xách cái bộ đoàn ra đây sư ngồi, người ta sẽ nghĩ cái gì? Người ta nghĩ bình thường sao ông không tu, ông lựa lúc khách khứa người ta tới, ông ngồi để ông tu. Nó rất là kẹt. Cho nên những cái ngôi chùa mà gần cái đường lớn, khách khứa ra vào rất là nhiều, và như vậy nó sẽ không thích hợp cho cái việc mà mình hành thiền. Rồi tiếp theo, ngôi chùa thứ năm là ngôi chùa gần ao nước. Thì những ngôi chùa như thế này thường là ở dưới quê là nhiều. Tại sao chùa gần ao nước thì lại bất lợi? Bởi vì đó, nó sẽ có nhiều người tới lấy nước. Mà quý vị biết rồi, ở cái khu vực lấy nước á, người ta ồn ào ghê lắm. Quý vị biết là trong cái chữ mà kanji của người Nhật ấy, khi mà họ diễn tả cái từ ồn ào ấy, người ta diễn tả bằng ba cái từ người nữ, có nghĩa là ba người nữ ghép lại có nghĩa là ồn ào. Quý vị biết là mà bây giờ người Việt mình nói là hai người đàn bà một con vịt thành ra cái chợ. Cho nên những cái nơi như vậy rất là ồn. Rồi người ta tới, người ta lấy nước, rồi người ta mượn xô, mượn chậu, rồi người ta tới, người ta giặt giũ. Nói chung là một cái bến nước như vậy thường nó rất nhiều những cái chuyện phiền phức. Mà một ngôi chùa ở những nơi đó thì nó sẽ ồn và mình sẽ không tu được. Đó là chưa kể, nhiều lúc người ta tới rồi thao chậu người ta bỏ quên đó, rồi mình phải trông chừng. Tại sao vậy? Nếu như mà mình không trông chừng ấy, nó bị mất. Người ta nói là ông thầy chùa ông ở đó sao không ngó ngàng để đồ tôi mất mát này nọ. Mà mình trông chừng thì cũng đâu có tu được, nó kẹt. Rồi ba thứ tiếp theo là chùa thứ 6, thứ 7, thứ 8. Đó là chùa có rau, rau mà ăn được ấy. Rau này ha, rồi có hoa, rồi có trái cây. Cái này thì quý vị biết rồi. Những cái nơi như vậy đó, người ta sẽ tới rồi người ta xin. Mà thường là phụ nữ tới là nhiều. Chùa mà hoa đẹp ấy, thì phụ nữ họ thích. Rồi có trái cây thì người ta cũng mê. Rồi người ta tới người ta xin, hoặc là thậm chí người ta hái luôn. Mà quý vị biết là khi mà mình vô chùa mình hái bất kỳ một cái thứ gì mình đem về mà mình không xin là mình phạm của tội trộm cắp. Mà tài sản đó là của Tam Bảo.
mình trộm như vậy nó tội nó nặng vô cùng. Nặng hơn cái chuyện mình ở ngoài đường mà mình giết người cướp của rồi mình đốt nhà người ta. Vậy mà nó còn không nặng bằng cái việc mình vô chùa mà mình hái một cái đóa hoa, mình bứt một cái trái. Cho nên nó chùa hạn chế cái việc mà có những cái để cho người ta hái. Ví dụ như trái cây hoặc là hoa hạn chế. Mà thậm chí đó, xin mà lỡ mình nói mình không cho, có khi người ta chửi. Cho nó ông thầy tu gì đâu mà ông khó khăn. Có cái trái cây, có trái mà tôi xin mà không cho. Mà quý vị biết là theo luật á, chư tăng không có được tự ý. Sẽ có một vị nhận cái trách nhiệm là phân chia trái cây, có nghĩa là phân chia những cái thực phẩm. Và khi mà vị đó có trách nhiệm phân chia thì vị đó phân thì chư tăng mới được sử dụng. Chứ không có phải là vị nào cũng có cái quyền gọi là đem cho cái này cho cái kia, không phải. Trừ phi tài sản của riêng vị đó muốn cho ai thì vị đó cho. Nhưng mà đó, ví dụ như cây trái ở trong chùa thì phải có một vị được chỉ định thì vị đó mới có quyền cho hay không cho. Rồi kẹt một cái nữa là chư tăng quý vị biết là không có được hái trái. Cho nên là chỉ khi nào đó mà trái nó rụng xuống ấy, thì mới lượm rồi mới tính đến cái việc mà phân chia. Cho nên là một vị tỳ khưu có rất nhiều những hạn chế. Thành ra sau này mà quý vị tới chùa mà thấy một cái bông nào đó, một trái nào đó, quý vị thông cảm. Không phải xin chư tăng bỏng sẻn chi mấy cái đó mà chư tăng không cho quý vị. Nhưng mà chư tăng không có quyền. Cái vị đó không có quyền. Còn cái vị có quyền đó, nhiều lúc thì vị đó kẹt, vị đó không có mặt ở đó. Và thậm chí vị đó cũng không có quyền cho quý vị nữa. Tại vì cái đó là tài sản của chư tăng. Chia là chia cho chư tăng chứ không có lý do gì chia cho quý vị. Không có quyền chia. Tự ý chia là vị đó phạm lỗi. Chứ còn quý vị thử nghĩ, quý vị vô chùa, quý vị cúng mấy ông sư biết là bao nhiêu. Mấy ông sư thực sự không có tiếc chi quý vị mà ba cái thứ đó đâu. Nhưng mà thực tế luật không có cho. Mà mấy sư cho quý vị là mấy sư phạm lỗi. Mà quý vị nhận cái đó hoặc quý vị tự ý quý vị lấy cái đó là quý vị phạm lỗi. Cho nên ba cái ngôi chùa này không thích hợp. Bạch sư, ví dụ các cây mà ở trong tam bảo mà chia cho các sư đó, thì các sư nhận như vậy, các sư có phải áp dụng cái luật mà như bài học vừa rồi sư giảng không sư? Phải áp dụng. Phải áp dụng đúng rồi. Tại vì khi mà có trái cây đó thì phải nhờ cái người hộ tăng hoặc gọi là thị giả hoặc gọi là cấp ký giá, thì vị đó phải làm cái thao tác là làm cho những cái trái đó nó hợp lệ thì mới được. Nhưng mà trái cây cũng tam bảo cũng phải áp dụng. Cũng phải áp dụng. Rồi thứ 9 là một ngôi chùa, là một danh lam nổi tiếng. Chùa nổi tiếng ở Việt Nam mình thì nhiều, nhưng mà những ngôi chùa đó cũng không thích hợp cho việc tu tập. Bởi vì đó, khi mà mình tu ở đó, người ta sẽ nghĩ là mình, thứ nhất người ta sẽ nghĩ mình diễn. Còn nếu như người ta không nghĩ mình diễn, có khi người ta nghĩ là mình là một cái bậc chân tu mà có sở chứng sở đắc gì ghê gớm lắm, mình ở cái chỗ đó mình tu. Thì như vậy nó cũng không thích hợp cho cái việc tu tập. Mà quý vị biết là có một số ngôi chùa ở Việt Nam thì sư không dám nói, nhưng mà một số ngôi chùa ở Mỹ đó, người ta xây xong rồi người ta thuê mấy ông thầy tu tới đó, rồi sau đó họ kêu gọi, họ quyên góp, rồi cuối cùng thì giống như là phát lương vậy, phát lương cho mấy người tu ở đó. Rồi sau đó thì cái người đứng ở đằng sau màn họ hưởng. Thì cái mô hình kinh doanh này thì nó không mới, và nó cũng khá là phổ biến ở Mỹ. Còn ở Việt Nam thì sư không biết, mà có biết thì tự quý vị biết thôi, chứ giờ sư nói là ta giết chết. Đó. Cho nên ấy, những cái ngôi chùa mà nổi tiếng thì nó không thích hợp cho việc tu tập. Và nếu muốn thì mình có thể lựa chọn là những cái lúc mà vắng người. Ví dụ như ban ngày mình đi chỗ khác, tối thì mình ở đó mình tu. Tại sao mà mình có cái chuyện này? Bởi vì có một số nơi đó là cái bảo tháp thờ Xá Lợi. Ví dụ như ở Bồ Đề Đạo Tràng chẳng hạn,
thì đó là một nơi nổi tiếng. Ban ngày có rất đông người thì không thích hợp để mình tu. Nhưng mà những cái đêm mà tối đó vắng người rồi thì mình có thể ở đó mình tu. Thì đó mới là thích hợp cho cái việc tu tập. Và trên cái tinh thần ấy, tu là mình không có khoe. Mình không cần đem khoe cho người ta biết là tu đây là một cái người tu hành, không cần. Nó có ba cái mức độ như vậy nè. Cái mức độ thứ nhất là một người tu mà còn mong người ta biết là mình có tu. Mình không có tu gì hết mà mình muốn người ta biết, người ta nghĩ là mình có tu, thì cái thân hạng đó là quá tệ. Cái hạng thứ hai đó là mình có tu thiệt, nhưng mà khi mà người ta biết mình có tu, người ta hoan hỷ, rồi người ta hộ độ, mà mình có cái lòng thích thú thì nó cũng chưa khá. Mà quý vị biết cái hạng thứ hai này bây giờ nó đã là hiếm rồi. Một người tu, một có lòng tu thôi đã là một người hiếm. Còn hạng thứ ba đó, có tu nhưng mà khi mà biết là người ta có cái lòng mến mộ mình, bỏ đi chỗ khác. Cái hạng này là cái hạng phải nói là trên hết. Tu mà không muốn thì người ta biết. Thường bây giờ mình hay nghĩ là một ông thầy tu mà có một chút xíu gì đó, có chứng có đắc là mình nhào vô. Nhưng mà vào cái thời Đức Phật ấy, có một vị tỳ khưu. Vị này khi mà phát hiện người ta biết là vị này có thần thông, và người ta xin đại đức hãy thể hiện thần thông để cho con tăng trưởng cái niềm tin. Và cái vị tỳ khưu này biết cái vị này là một vị đệ nhất về pháp sư, cư sĩ đó, cư sĩ mà đệ nhất pháp sư, cho nên là nghĩ là vị này có đủ cái đức hạnh để mà yêu cầu mình. Cho nên là vị này trải cái kêu ông cư sĩ á, và lót cái tấm y ở dưới, sau đó để cái bó cỏ ở trên, bó cỏ khô để ở trên. Và sau đó vị tỳ khưu này mới nhập vô cái hỏa địa ngục lửa đó, thiền định địa ngục lửa, phóng lửa ra cái ổ khóa, đốt cháy cái đống cỏ đó, mà cái y nó còn y nguyên. Thì ông cư sĩ ông hoan hỷ quá, ổng nói là: thưa ngài, vậy từ nay về sau đó, ngài cần cái gì là ngài cứ nói con, là con hộ độ hết. Thì khi đó vị tỳ khưu này mới nói là: sa thú đành thai. Và quý vị biết là ngay đêm hôm đó vị này đi, bỏ đi, không nói một lời, không từ giả, không còn ai tìm thấy vị này ở đâu hết. Đó mới là một bậc chân tu. Có nghĩa là khi người ta phát hiện ra mình là một người có tu á, là ngay lập tức bỏ đi chỗ khác, chứ không có cái chuyện mà mình còn ở cái chỗ đó đâu. Và thứ 10 là một ngôi chùa gần đô thị thì cũng không thích hợp cho việc tu tập. Có một lần Đức Phật nói như thế này: khi mà Như Lai thấy một cái vị tỳ khưu ngủ gục ở trong rừng ấy, thì Như Lai vẫn hoan hỷ hơn là thấy một cái vị tỳ khưu hành thiền trong một cái xóm làng. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà một người mà ngủ gục ở trong rừng ấy, thì khi vị đó tỉnh dậy, vị đó có thể tiếp tục cố gắng thiền định một cách tinh tấn, nỗ lực. Còn một vị mà tu tập ở trong xóm làng ấy, thì có rất nhiều những cái trở ngại mà sẽ phát sanh đối với vị đó. Tại sao vậy? Trong Thanh Tịnh Đạo nói đó, thứ nhất là chùa gần đô thị thì sẽ có rất đông người, đông người lui tới. Mà đông người lui tới ở đây đó, đa phần là phụ nữ nhiều. Tại vì phụ nữ tới chùa nhiều hơn đàn ông. Cái sự thật nó là như vậy. Mà quý vị biết là một ông thầy tu thì cũng khi còn là phàm ấy, thì cũng còn thích này ghét cái kia. Mà thấy mấy cô đi ra đi vô lượn tới lượn lui thì đó làm sao mà không bị sao động. Nó khó. Mà quý vị biết ở nông thôn ấy, thì thường phụ nữ họ hình như là họ ít đẹp hơn là ở thành thị. Nó giống như là phụ nữ đẹp người ta chui vô thành thị hết hay sao.
Rồi chưa kể là cái cách ăn mặc. Thật sự cái cách ăn mặc, nếu mà mình hay đi vô cái vùng thôn quê thì mình thấy cách ăn mặc của phụ nữ thôn quê họ bình thường lắm. Còn ở thành thị thì sư xin lỗi, chứ nhiều người nó không khác gì cái việc mà mình không mặc cái gì mình đi vô chùa. Nhiều người hỏi như vậy. Cho nên là ở trong thành thị thì nó rất là nhiều những cái trục trặc đối với một nhà tu. Rồi vì nghĩ một ông sư thì có khi còn đi tới chỗ này chỗ kia. Có một cái câu chuyện như thế này nè, là có một vị thầy đó. Vị này đi chợ để mua sắm cái gì đó cho cái dịp lễ. Thì khi mà lo mà ngắm ba cái đồ này đồ kia đó, thì vị này khi mà hạ tay xuống thì vô tình cái cùi chỏ vị này đụng vô ngực của cái cô ở đằng sau. Đông mà, chợ Sài Gòn nó đông. Mà quý vị biết là vị này về tới chùa rồi mà suốt một thời gian dài là vị này không quên được. Cái cảm giác nó kinh khủng lắm quý vị. Tại vì đó, quý vị chưa đi tu thì quý vị không biết. Chứ còn cái cảm giác mà đối với người khác phái đó, mộng thầy tu thường là gọi là mình kiểm soát cái vấn đề này rất là gắt gao. Cho nên một cái xúc chạm, cho dù cái âm thanh, một cái tiếng nói, một cái ánh mắt, một cái cử chỉ của một người nữ đủ để cho một cái ông thầy tu là ông thức nguyên đêm. Cái chuyện đó không có gì lạ chứ. Thành ra nó nguy hiểm quá gì. Rồi tiếp theo nữa đó, một cái ngôi chùa ở cái đô thị như vậy đó thì sẽ gặp những cái tay mà đại gia, những cái người mà quyền cao chức trọng, họ thích tỏ vẻ. Mà nếu như mà một cái người mà có quyền chức hoặc là một cái tay đại gia như vậy tới chùa mà chư tăng hờ hững mà không có ra đón tiếp gì hết là có khi mang họa. Cho nên nó rất là kẹt. Rồi điều thứ 11 là một ngôi chùa mà có nhiều cây nó hữu dụng, có nghĩa là nhiều cây có ích ấy, thì cũng không được. Tại vì người ta sẽ tới người ta chặt, người ta lấy gỗ. Quý vị thấy ở chùa mình mấy cây này chặt đó là chùa kêu người ta chặt, chứ không phải người ta tự ý ta tới chặt đâu. Nhưng mà đó, theo luật thì trong tạng kinh có một lần Đức Phật hỏi như vậy nè. Cái khu vườn vườn Lambini đó, cái khu vườn này đó, nếu như mà có ai đó tới chặt cây thì mấy ông có buồn hay không? Thì những vị tỳ khưu vị đó mới nói là: Bạch Đức Thế Tôn, chính cái tấm thân này con còn không coi nó là của con thì huống chi là mấy cái cây ở trong chùa. Có nghĩa là người ta tới người ta chặt, quý vị không có buồn. Cái suy nghĩ hồi xưa nó khác mình nhiều lắm. Mình cứ nghĩ là cái cây ở trong chùa là cây của tôi, cho nên mấy ông vô mấy ông chặt là tôi phản ứng. Nhưng mà đối với những cái vị thánh ấy, thậm chí người ta tới người ta giết mấy quý vị đó, quý vị đó còn không buồn không giận thì huống chi cái việc mà vô mà tự ý chặt phá cây cổ. Nhưng mà đó là thánh. Còn phàm ấy, thì người ta đi vô người ta chặt thì kiểu gì mình cũng phải nói. Không có lý do gì người ta thấy tự nhiên ông này ông đi vô, ông xách cưa, ông xách rựa, anh tới anh chặt cây. Nhưng mà mình nếu mà mình phản ứng có khi là người ta mắng chửi mình lại không chừng. Ông thầy tu theo đúng như trong kinh mô tả, nó giống như một con cua mà bị gãy càng vậy đó. Có nghĩa là không có một cái quyền lực gì để mà phản ứng lại người ta hết. Phải học cái hành nhẫn nhục như vậy, nó giống con cua bị gãy càng. Cho nên một cái ngôi chùa thì không nên trồng những cái cây mà nó có giá trị lớn. Tại vì người ta thích, người ta có thể tới, người ta chặt bất cứ lúc nào. Và mình không có quyền phản ứng. Như là trong trường hợp ở chùa Phước Sơn ấy, có lần thấy có người đi vô nại cái thùng tiền Tam Bảo ấy, nại để lấy tiền. Hòa thượng Bửu Chánh thấy trên camera, thấy luôn ấy, nhưng mà không nói tiếng nào. Để thật sự đúng theo luật mình không có quyền mình la. Mình không có quyền mà mình la làng lên mình cản người ta. Ví dụ mình biết người ta lấy như vậy là người ta phạm tội, mình nói có nghĩa là mình không phải là giác chết là người ta có tội không?
Không. Nói như thế này nè. Có một lần Đức Phật được thí chủ cúng dường một cái ngôi chùa nhỏ thôi. Nhưng mà ngôi chùa này có một cái đặc điểm là người ta là giác vàng, rồi người ta làm ba cái chân trâu mã não. Nói chung là người ta làm trang sức rất là đẹp. Quý vị thử kinh thì mô tả sao sư nói lại vậy. Tới cái mức độ mà người ta lấy vàng, lấy bạc, rồi lấy ba cái châu báu đó, người ta trải trên mặt đất, trải trên mặt đất để lót. Và khi thỉnh Đức Thế Tôn nhận ngôi chùa đó, Đức Thế Tôn đứng ở cửa, ngài không bước vào. Thì ngài Ananda mới hiểu ý. Tại vì khi mà ngài bước vào đó, rồi ngài nhận cái ngôi chùa đó, nếu như có ai đó mang một cái lòng mà xấu xa tới mà trộm vàng, trộm bạc, trộm châu báu ở trong chùa, Đức Thế Tôn không thể ngăn cản. Và nếu như người thí chủ thì họ có thể họ trách cứ Đức Thế Tôn, tại sao chùa giao cho Đức Thế Tôn mà người ta vô, người ta trộm, người ta cướp mà Thế Tôn không phản ứng. Cho nên Đức Thế Tôn không nhận ngôi chùa này. Thì vị thí chủ sau khi mà biết được ý Đức Thế Tôn như vậy đó, vị này mới nói với Đức Thế Tôn là bạch ngài, xin ngài nhận cái ngôi chùa này. Và nếu như có ai tới lấy bất kỳ một cái thứ gì ở trong chùa thì con cũng không có phản ứng. Và việc này cũng không liên quan gì tới Đức Thế Tôn. Có nghĩa là người ta có tới, người ta dỡ sạch cái ngôi chùa đi nữa thì cũng không sao hết. Đó là tinh thần của Phật Pháp. Có nghĩa là một ông sư không có cái gọi là tài sản. Không có cái gọi là mình phải nắm giữ một cái gì hết. Cái việc nắm giữ tài sản là việc của cư sĩ. Quý vị có tài sản, quý vị có quyền bảo vệ tài sản của quý vị. Còn một ông sư không có cái gọi là tài sản. Chỉ có ba y với một bát thôi. Và thậm chí có trong luật á, kể những trường hợp thương tâm đúng quý vị. Mấy ông sư á, thời Đức Phật nghèo lắm, chỉ có ba y với một bát thôi mà có khi gặp cướp á, lột sạch luôn. Thành ra chùa lũi, đi về chùa thì mấy huynh đệ mới hỏi tưởng là ngoại đạo Ni Kiền Tử, mấy ông tu sĩ lõa thể đó, tới chào nói không phải, tôi là tỳ khưu mà tại tôi gặp cướp họ lột sạch đồ tôi, nên ra tôi không có đồ. Thì trong trường hợp đó Đức Thế Tôn mới quy định một cái là có những cái trường hợp mà nó khẩn cấp như vậy đó, nếu mà biết cái con đường nó nguy hiểm nên tránh đi, hoặc khi bị cướp như vậy đó thì mình có thể gọi là túng thế, thì mình phải tòng quyền để làm sao đó để cho nó bớt đi mấy cái việc tế nhị này. Thì quý vị thấy đó là tinh thần của chánh pháp. Cho nên ý, một vị tỳ khưu mà thấy có ai đó tới chùa của mình, rồi gọi chùa của mình cũng không đúng nữa, tới chùa mà lấy bất kỳ thứ gì đó, thì nếu mà vị này không phản ứng cũng không có lỗi gì hết. Đúng đúng tinh thần, nếu mà tu thiệt là như vậy. Còn bây giờ thì mấy sư thì cũng tu nửa thiệt nửa giỡn tí xíu đi, đúng không? Thì người ta tới, ví dụ như ta lại gọi là rinh hai cái chân đèn thì đi ra thì thôi thì cũng dịnh lại một cái. Chứ còn mình cũng học như mà thời Đức Phật thì lúc cũng kẹt quá. Đây chân đèn đồng mà, nếu mình nói vậy ta vô ta rinh hết ấy. Rồi tiếp theo là cái chùa gần ruộng thì cũng không phù hợp cho cái việc tu tập. Thì quý vị biết rồi, chùa gần ruộng ấy, thì người ta sẽ mượn sân chùa để mà người ta phơi ba cái nông sản. Đó là chưa kể như ba cái con trâu bò rồi gia súc nó sẽ vô chùa. Vô chùa rồi nó làm bậy ở trong chùa, rồi ai quét dọn đó. Rồi nhiều khi tụi nó đi lạc thì nó có rất nhiều những cái việc mà nó phiền hà. Rồi chẳng hạn như trong Thanh Tịnh Đạo còn nói đó, là thí dụ như mấy cái người công quả ở chùa á, họ xài cái nguồn nước như thế nào đó mà làm tắc nghẽn nguồn nước, rồi đổ rác làm ô nhiễm cái nước tưới đồng ruộng người ta, thì người ta cũng sẽ tới chùa người ta mắng vốn. Cho nên ý, chùa thì nên tránh xa những cái đồng ruộng này như vậy. Rồi thứ 13 là chùa có những người chống đối nhau.
thì cũng không thích hợp cho việc tu tập. Thì quý vị nếu như mà ở một cái ngôi chùa mà họ chia phe chia phái nó mệt lắm quý vị. Tại vì khi mà họ chống đối như vậy đó, mình đứng chính giữa là mình ăn đạn hết. Còn nếu mà mình đứng một bên nó cũng kẹt. Thành ra đó, cái nơi mà có hai bên mà chống đối nhau thì rất khó mà ở lại. Thậm chí như trong tạng luật thì có trường hợp như ở xứ Kosambi đó. Ban đầu thì chỉ có hai vị tỳ khưu với nhau thôi. Thì hai vị này đó, xích mích với nhau vì một cái giới luật nhỏ ở trong đó. Ví dụ như là chư tăng khi mà dùng nước xong thì cái gáo nước nó phải úp lại, chứ không có được thả luôn ở trong cái thùng nước. Gáo nước phải úp lại. Thì vị này bị quên. Thì vị luật sư mới nói là một cái ông pháp sư như vậy đó mà ông không có nhớ giới luật, cái giới luật nhỏ ông không giữ được. Thì vị pháp sư này vị đó mới sám hối, nhưng mà vị đó cũng kèm theo cái là cái giới nhỏ thì nó cũng không có vấn đề gì mà nó nghiêm trọng, nó to tát. Nhưng mà vị này luật sư này mới đem cái chuyện này vị đó kể lại cho đệ tử nghe. Rồi đệ tử mới đem cái chuyện đó để mà chê trách cái vị là pháp sư. Đệ tử của vị pháp sư thì đương nhiên là thấy người ta chê ông thầy của mình là mình phải phản ứng lại. Rồi mới bắt đầu là cãi lại, nói là cái giới nhỏ này mà mấy ông làm cái gì, mấy ông làm thấy ghê vậy đó. Rồi thì bên luật sư thì lại nói là cái giới nhỏ không giữ được làm sao giữ được cái giới lớn. Thì hai bên, bên nào cũng có lý hết. Mà theo tạng luật ấy, thì nó lên tới cái mức độ là chư tăng ban đầu là chỉ hai vị thôi, làm lớn chuyện ra là thành ra là chư tăng chùa chia ra làm đôi luôn, rồi cãi lộn với nhau. Rồi tới cái mức độ đương nhiên là mỗi một vị là có thí chủ riêng. Rồi hai cư sĩ hai bên, thí chủ hai bên nó bắt đầu là chửi lộn với nhau. Rồi cư sĩ với nhau mà lớn chuyện tới mức độ mà chư thiên ấy ủng hộ bên này, có người ủng hộ bên kia, là chư thiên cũng bắt đầu lâu qua chửi nhau luôn. Mà thánh thì người ta im lặng. Còn mấy ông phàm, mấy ông cứ làm tới. Tới cái mức độ gì biết là Đức Thế Tôn tới, Đức Thế Tôn hòa giải. Mà hai nhóm này nói là thôi, ngài lớn tuổi rồi, ngài cứ để đó cho tụi con cứ tiếp tục tụi con chửi tới chừng nào ra lẽ thôi. Coi như là Thế Tôn khuyên ba lần, ngài biết là nhân duyên nó tới cho nên là ngài bỏ vô rừng, ngài sống. Ngài không có ở chùa đó nữa, không ở cái xứ Kosambi đó nữa. Thì khi mà cư sĩ tới hỏi Thế Tôn ở đâu rồi đó, thì mấy ông nó nói là tụi tôi chửi nhau, rồi Thế Tôn không có ở đây nữa, ngài vô rừng rồi. Thì cư sĩ mới nói là tại mấy ông xung đột với nhau chi, bây giờ tôi không có gặp được Đức Thế Tôn. Thành ra là cư sĩ không có cúng dường, không có hộ độ chư tăng. Thành ra là chư tăng đói luôn. Mà khi mà bị cái bao tử mà nó phản đối như vậy đó, thì chư tăng mới là phải ngồi lại với nhau để mà sám hối lẫn nhau. Thì khi đó thì mới thỉnh Đức Thế Tôn về. Lúc đó thì cũng qua 3 tháng hạ. Thì quý vị thấy một cái ngôi chùa đó mà có nhiều người họ xung đột, họ gây gổ nhau, khó sống lắm quý vị. Khó lắm. Thành ra có mình khi mà học đạo, mình có thể yêu quý một vị thầy, nhưng mà cẩn thận. Tại vì một vị phàm tăng có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Một vị phàm tăng bây giờ đó, giới hạnh vị đó trong sạch, vị đó có giới, có định, có tuệ. Nhưng mà còn là phàm, vị đó có thể thay đổi bất kỳ lúc nào, thay đổi như thế nào, vị đó có thể phạm giới. Còn là phàm còn có thể phạm giới. Mà khi vị đó phạm giới đó, trong tăng chi bộ kinh nói là có những cái bất lợi khi mà mình ngưỡng mộ một vị phàm tăng. Thứ nhất là vị này có thể phạm giới, và khi phạm giới chư tăng có thể hành phạt vị này, có thể phạt vị này, có thể cấm túc vị này. Mà khi mà mình thấy thầy của mình mà bị phạt á, thì mình sẽ phản ứng lại chư tăng. Đó là cái bất lợi, tại vì mình phạm, cái đối tượng mình phản ứng là những người tu tập. Thấy chưa? Cái thứ hai, một vị phàm tăng vị đó có thể tà kiến bất kỳ lúc nào. Bây giờ chẳng hạn mình có chánh kiến đi, nhưng mà có một cái giai đoạn nào đó mà tự nhiên mình nghĩ cái chuyện gì đó không thông, hoặc là mình tự nhiên mình suy diễn cái giống giải gì đó, rồi mình bắt đầu mình tà kiến. Và mình tà kiến như vậy, mình dạy đệ tử cũng tà kiến theo. Mà nếu quý vị
cứ tin cái ông thầy của mình, mình không đối chiếu lại kinh điển thì thế nào là mình cũng tà kiến theo ổng. Cho nên đó là cái bất lợi thứ hai. Bất lợi thứ ba là vị thầy này mình ngưỡng mộ ổng cho đã, lỡ ổng hoàn tục thì sao? Còn là phàm thì không có nói trước được chuyện gì hết. Thì khi vị đó hoàn tục thì có khi là mình bỏ chùa luôn, mình không đi tu nữa, mình không tới chùa nữa, thì mình mất cái niềm tin nơi chư tăng. Mà không có cái gì bậy cho bằng. Mình bị bệnh thì mình đi khám bệnh, mình thích ông bác sĩ nào mình khám ông bác sĩ đó, rồi tới cái hồi ông bác sĩ đó bỏ nghề không làm bác sĩ nữa, cái mình bỏ, mình không tới bệnh viện luôn, thì cái đó là nó rất kẹt. Cho nên đó là một cái bất lợi khi mà mình ngưỡng mộ một vị phàm tăng. Và điều cuối cùng là vị phàm tăng sau khi chết thì nhiều người mình bỏ chùa luôn. Tại vì nhiều người họ ngưỡng mộ thầy mình tới mức độ mà khi thầy chết ấy, thì họ không thấy một cái đối tượng nào xứng đáng hơn cái vị thầy của mình để mà họ tới chùa nữa. Rất nhiều người hòa thượng của mình chết hoặc là thầy tổ của mình chết là mình bỏ chùa, mình không tới chùa nữa. Cái chuyện này không phải chuyện hiếm. Cho nên ngưỡng mộ một vị phàm có rất nhiều những cái mà nó bất lợi cho quý vị. Được. Được. Thậm chí đó, người đệ tử thì còn được như thế này nè, là khi thầy chuẩn bị phạm giới thì được phép ngăn trở, ngăn cản gì đó nếu vị đó chuẩn bị phạm giới. Rồi khi vị đó phạm giới đó thì vị đệ tử nên có cái suy nghĩ làm sao để cho thầy mình trong sạch, chứ không phải làm sao mình bao che trong thầy, không phải, mà làm sao để cho thầy mình trong sạch. Ví dụ như cần sám hối thì tạo điều kiện cho thầy mình sám hối. Nếu như vị đó phạm tăng tàng mà cần tới 20 vị thì vị này sẽ tìm cách nào đó để thỉnh 20 vị về để cho thầy của mình sám hối tăng tàng. Đó, đó là cái trách nhiệm của đệ tử. Rồi tiếp theo, ngôi chùa tiếp theo đó là ngôi chùa gần bến xe bến tàu, thì chùa đó cũng không thích hợp cho việc tu tập. Cho nên đến chùa Nam Tông mình cũng may tí xíu là cũng chui vô trong kẹt, chứ cũng không có phải là mình mở ngay cái bến xe. Nó đỡ lắm quý vị, tại quý vị biết là cái bến xe là cái nơi nó phức tạp, cái hạng người nào cũng có hết. Mà mình mở ngay bến xe đó thì nó sẽ tiếp xúc với những nhiều đối tượng xấu. Rồi đó là chưa kể có nhiều người họ cơ nhở, họ quanh quẩn bến xe cũng có, thì họ sẽ vào chùa rồi họ xin nước, rồi họ xin đồ ăn. Chư tăng ấy thì không có tiếc cái gì hết, nhưng mà nếu như mà mình đi tu chứ mình không phải mình đi làm từ thiện, là nếu như mà mình cứ suốt ngày rồi mình người ta tới người ta cho nước rồi mình cứ ở đó mình coi, mình cho nước người ta rồi mình cho đồ ăn người ta thì không có thời gian để tu. Sự thật nó là như vậy. Đó là chưa kể mình sẽ gặp những cái đối tượng bất hảo, rồi họ sẽ gây bất lợi cho chùa. Thành ra cái này nó hơi ngoài lề, là không phải lúc nào mà Phật tử quý vị dâng cái đồ cho chùa, chùa cũng dùng liền hết. Tại có những cái trường hợp như vậy nè, khách lạ đó tới chùa lân la làm quen rồi cúng dường nước uống. Rồi có một số chùa đó thì chư tăng ở đó thì hơi bất cẩn, coi như là kém cái tinh thần mà phòng bị, dùng như trường hợp ta dâng sữa nè, ta dâng chè, người ta dâng nước uống, dùng xong họ bỏ thuốc mê rồi ngủ hết, rồi bắt đầu là họ vô họ khoáng sạch cái chùa. Chuyện này có nhiều, thường xuyên. Rồi thậm chí họ không bỏ thuốc mê, họ bỏ thuốc độc luôn cũng có. Cái trường hợp thì cũng có. Và như có một như chùa ở dưới quê đó, thì họ bỏ thuốc mê, họ tới chùa họ bỏ thuốc mê. Thì sư cô trụ trì lớn tuổi, sư bà đó, thì tỉnh dậy, thì chốc dịnh tường đi ra thì thấy mấy người này đang nại két sắt, thì phản ứng lại và đâm chết luôn. Cho nên
những cái nơi mà mình có cái khả năng mình tiếp xúc với những cái đối tượng bất hảo là nó rất là bất lợi cho việc tu tập. Cho nên là khi mình ở một cái ngôi chùa nào đó mà mình không lo gì hết, coi như là tối ngủ thì không phải đóng cửa, nhưng mà thực tế chưa tăng ngủ phải đóng cửa, mình xưa chỉ ví dụ thôi, thì nó rất là tốt, nó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho cái việc tu tập. Rồi tiếp theo, chùa thứ 15 là chùa gần biên giới. Thì quý vị biết là cái dân ở biên địa đó thì họ không tin Phật Pháp, cho nên nếu như mà mình ở đó thì mình rất khó tu. Và thứ 16 là chùa gần cái nơi giao tranh, có nghĩa là gần cái nơi mà chiến sự đó, thì cũng bất lợi cho việc tu tập. Bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ rắc rối cái chính trị. Tại vì bên này thì họ sẽ nghĩ mình là gián điệp của bên kia. Đó là chưa kể những cái lúc giao tranh ấy, thì ở trong chùa không an toàn chút nào hết. Như là nhầm suy nhớ cái chùa Bửu Quang, cái thời điểm mà ngài Hộ Tông, khi mà ngài tiếp nhận cái chùa Bửu Quang thì chùa còn rất là nhỏ, chùa Bửu Quang ở Gò Dưa, chùa rất là nhỏ thôi. Khi đó còn cái thời Pháp Thuộc. Rồi có một lần mà dân giải phóng của mình, quân giải phóng thì mới đánh nhau với quân Pháp, lúc đó có Nhật vô nữa, thì ba phe bắn nhau y đùng, thì không biết như thế nào đó lại kéo cái chiến trường kéo tới ngay khu vực chùa Bửu Quang. Chư Tăng chạy thôi đâu kịp đâu, thì các vị đó đó mới kêu Chư Tăng lại, hợp Chư Tăng lại, và hợp luôn những cái người mà công quả ở chùa đó. Tối nay nó hai bên, ba bên nó đánh nhau đó, đánh nhau là ngay chùa này đánh nhau đó. Thì Chư Tăng ngồi ở chánh điện rải tâm từ, cứ ngồi trên điện rải tâm từ. Nếu như có ai chết ngay trước mặt mình thì vẫn cứ tiếp tục rải tâm từ. Nếu như chùa có sập vẫn tiếp tục rải tâm từ. Bất kỳ chuyện gì xảy ra vẫn tiếp tục rải tâm từ. Quý vị biết là sáng hôm sau cái chùa sập gần hết, cái chánh điện nó sập gần hết luôn. Nhưng mà riêng cái chỗ mấy sư ngồi đó, cái chỗ tượng Phật mấy sư ngồi đó, y nguyên hết trơn, không có ảnh hưởng. Người dân người ta tới đó, người ta thấy sập hết trơn rồi, người ta quảng hồn, người ta tới không biết mấy ông sư trọng sống chết sao. Ta tới dỡ ba cái gạch đá chui vô trong, người ta thấy là mấy ông sư còn ngồi thiền ở trong. Trời, người ta hoan hỷ, người ta chỉ có quyền người ta làm. Thì quý vị thấy có những nơi như vậy đó, gần cái nơi giao tranh thì nó rất là khó cho cái việc tu tập. Mà cái người tu được ở đó phải là như thế nào đó mới tu được, chứ không phải người bình thường mới tu được đâu. Cho nên sư vẫn luôn khuyến khích quý vị rải tâm từ là như vậy. Có những trường hợp đó, cái tâm từ nó có năng lực nó bảo vệ mình. Và điều thứ 17 là chùa mà có nguy hiểm về phạm hạnh là sao? Nguy hiểm ở đây đó là nguy hiểm về phụ nữ. Cái kiểu mà sư thiếu cô, sư chịu không nổi, mà cô thiếu sư cô cũng chịu không nổi, mà hai bên thiếu nhau chịu không nổi, thì rốt cuộc là ở chùa sẽ chịu không nổi về đời. Thì nó rất là nguy hiểm. Cái lúc mà sư mới làm lễ xuất gia đó, thì sư phụ có dạy như vậy nè. Một cái người tu mà xấu còn đỡ, còn cái người tu mà đẹp trai tí xíu phải tu gấp đôi người ta. Còn một ông sư mà giỏi tí xíu là phải tu cũng gấp đôi cái người ta. Mà một ông sư mà vừa giỏi vừa đẹp trai là phải tu gấp nhiều lần người ta. Mà cái đời tu á, cái này là một vị thượng tọa khác, vị này nói, một vị trưởng lão vị nói, một đời tu của một ông sư á, thế nào cũng dướng, không cô này cũng cô kia, mà không phải dướng một cô, dướng nhiều cô. Có nghĩa là cô này xong này sẽ gặp cô khác. Mà cái chuyện này tránh không được. Tại sao? Quý vị biết là có những người họ nói là bây giờ kiếm một cái anh con trai
mà không rượu chè, không cờ bạc, rồi không gái gú, rồi biết lo cho gia đình, có chí lớn. Xin thưa mấy người đó, nếu không ở ngoài đời tuyệt chủng hết rồi, chui vô chùa hết. Cho nên nhiều người họ thấy là một cái ông sư đó là một cái gì đó mà nó rất là đẹp, thành ra họ nghĩ họ sẽ đưa lên cái tầm là một cái thần tượng. Thành ra nhiều cái người mà một vị sư mà được yêu mến, được nhiều cô yêu mến, thì cái chuyện đó là cái chuyện bình thường. Mà quý vị biết, con bướm nó đẹp là nhờ cái cánh. Bỏ cái cánh đi rồi, con bướm nó không bằng con sâu. Ông sư đẹp là nhờ cái y. Bỏ cái y rồi là ông sư không bằng người đời đâu. Đó là chưa kể đó, mấy vị mà tu từ hồi nhỏ tới lớn, ngoài cái chuyện tu đó, mấy vị đó không biết làm gì đâu. Cho nên về đời không biết làm ăn. Một vị sư hoàng tục thường sẽ bị sốc khi mà đối diện với cái việc mà đi làm ở ngoài đời. Tại vì thường trước giờ toàn ba cái kinh kệ tu thôi mà, đâu có biết làm ăn cái gì đâu. Bây giờ đi ra ngoài đời là làm, thành ra nó rất là khổ. Đừng có nói cái kiểu mà giống như trong cái bài hát gần đây tới cái gì mà độ ta không độ nàng. Thì sư xin thưa, khi mà mình bị tham dục á, nó chi phối tới cái mức độ đó thì không ai độ nổi cái gì đâu. Đi tu mà còn nghĩ tới người yêu, còn nghĩ tới người phụ nữ là cái chuyện đó không ai độ nổi. Đức Phật chỉ dạy khi mà có tham dục nổi lên làm sao để chế ngự tham dục. Chứ không có phải là mình chìm đắm ở trong tham dục rồi mình bắt đầu là mình trách Phật, tại sao Phật độ tôi và không độ người ta. Phải không phải như vậy. Mà thậm chí như là sư nhớ, như là thậm ngay cả Đường Tăng ấy, mà còn gặp nạn ở Tây Vương Ngũ Quốc, chứ gì thấy nó khổ lắm cái gì. Cho nên trong kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc của Trung Bộ thì Đức Phật dạy có những trường hợp mà một vị tỳ khưu phải tránh né. Có hai thứ mà một vị tỳ khưu phải tránh né. Thứ nhất, tránh né thú dữ. Cái là phải tránh rồi, mình không thể nào mình nói là tôi giỏi rồi tôi nhào ra. Thứ nhất là phải tránh né thú dữ. Thứ hai là phải tránh né phụ nữ. Mà nếu như mà phải lựa chọn một trong hai đó, thì thà đối diện với thú dữ còn hơn đối diện với phụ nữ. Cái này là trong kinh, trong luật nói, chứ không phải là sư tử sư chế ra. Tại sao vậy? Tại vì á, thú dữ đó, nó có thể làm cho mình chết hoặc đau khổ gần chết. Còn đối diện với phụ nữ đó, mà mình để cho tham dục nó chi phối đó, là mình sẽ đi địa ngục từ đời này sang kiếp khác. Thành ra đó, nếu như mà phụ nữ mà có yêu mến một cái nhà sư mà muốn mà kiếp sau muốn còn thành vợ thành chồng, thì sư xin thưa chỉ có một đường thôi, đi tu. Tại vì hai người mà muốn thành vợ chồng với nhau thì phải có bốn cái giống nhau. Thứ nhất là đồng thí, có nghĩa là giống nhau về bố thí nè. Thứ hai là đồng giới nè, là giống nhau về giới hạnh. Thứ ba là đồng tính, là giống nhau về đức tin. Thứ tư là đồng tuệ, là giống nhau về trí tuệ. Cho nên những cái vị Bồ Tát như là Bồ Tát Thích Ca của mình, khi Ngài còn là Bồ Tát, cái kiếp nào mà Ngài là vua thì bà Yajudala là hoàng hậu. Kiếp nào Ngài là Ngài đi tu thì bà cũng đi tu. Kiếp nào Ngài chứng thiền bà cũng chứng thiền. Cho tới cuối cùng Ngài chứng thánh bà cũng chứng thánh, thì mới tiếp tục làm vợ làm chồng với nhau. Chứ còn nếu như một vị tỳ khưu, vị đó giữ 227 giới mà mình không xuất gia, mình tiếp tục mình làm cư sĩ, mình giữ năm giới, thì đời này thương nhau thương cỡ nào cỡ, chứ còn đời sau không làm, không có gặp nhau được. Tại vì cái giới nó khác nhau, cho nên là không thể thành vợ thành chồng. Cho nên bà phải học cái trường hợp bà Yajudala, có nghĩa là sao? Trường hợp nào người thương của mình, người yêu mình ở nhà thì mình ở nhà, làm vua thì mình làm hoàng hậu. Đó, còn khi mà người ta xuất gia thì mình cũng xuất gia luôn.
Thành ra bây giờ nhiều người vợ mà họ không muốn chồng đi tu thì nó cũng kẹt. Thì thôi, thì nếu mà quý vị thương thì để cho ảnh đi tu thì quý vị cũng đi tu luôn đi, đời sau tiếp tục làm vợ làm chồng. Chứ còn mắc mớ gì mà mình phải cản trở nhau chứ. Thì nói vậy nó hơi ngoài lề. Thì quý vị thấy là cái việc mà người khác phái đó, bản thân nó là một cái trở ngại cho phạm hạnh. Thì một ngôi chùa như vậy thì phải bỏ mà đi. Nếu như mà mình không bỏ được người ta đó, là mình phải bỏ chùa mình đi, chứ không có lý do gì mình tiếp tục ở lại chùa. Cái tiếp theo là nguy hiểm về phi nhân. Thì phi nhân có những nơi mà mình, thì họ không có tin Phật Pháp, họ không có tin chánh Pháp, mà mình tu ở đó thì họ bực bội và họ sẽ xua đuổi mình. Thì những nơi như vậy thì mình cũng không nên ở. Chùa cuối cùng là chùa thứ 18 là thiếu thiện tri thức, có nghĩa là không có thầy. Một ngôi chùa như vậy mà mình ở thì nó rất là thiệt thòi. Như hồi nãy sư nói đó, khi mà sư tìm một cái ngôi chùa để mà sư tu thì chùa đó phải có người giỏi hơn sư để mà hướng dẫn sư. Chứ còn nếu như không có thì lấy ai hướng dẫn? Và may là sư cả Thiền Hạnh thì ngài rất là giỏi, và ngài có khả năng dạy dỗ, cho nên là mới dạy sư học hỏi kinh luật đó, mới được như ngày hôm nay. Chứ còn nếu như mà mình tới chùa mà thiếu một cái thiện tri thức thì đó là một cái thiếu thốn trầm trọng. Thậm chí đó, 18 cái ngôi chùa này, có thể mình ở 17 ngôi chùa trước cũng được không sao, nhưng mà cái ngôi chùa mà thiếu thiện tri thức này mình không nên ở. Tại sao vậy? Một nơi mà không có tăng ni tu tập đó, một ngôi chùa mà không có tăng ni tu tập, đó chỉ là một cái tiệm kinh doanh tôn giáo. Sư nói này hơi nặng, mà cái này không phải sư nói, mà do những cái vị trưởng lão, các vị dạy như vậy. Một ngôi chùa mà không có tăng ni tu tập, đó chỉ là một tiệm tôn giáo, chứ đó không phải là ngôi chùa. Tại ở đó người ta chỉ kinh doanh thôi. Trường hợp thì có nhiều lắm quý vị. Cho nên quý vị nên trân quý những nơi mà quý vị có thể tìm những bậc thiện tri thức mà quý vị có thể học hỏi. Sư không nói bản thân sư, mà có nhiều ngôi chùa đó có những vị thiện tri thức, ví dụ như chùa Siêu Lý, ví dụ như chùa Nguyên Thủy. Những ngôi chùa đó đó có những bậc thầy, những bậc thiện tri thức có thể dạy dỗ mình, mình có thể học hỏi ở những nơi đó. Thì đó là những nơi xứng đáng để mình tới mình tu tập. Còn những nơi mà mình tới không có ai để mà mình hỏi đạo hết, không có ai để mà dạy dỗ mình hết, thì nơi đó thực sự nó rất là uổng. Mình tới đó chỉ phí thời gian thôi. Thì cái bài giảng thì tạm ngừng ở đây. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng nguyên thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng nguyên thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkhantu sasanam. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkhantu desanam. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkhantu mam param.
ta wa ta cha am me hi sam pa tam pu nya sam pa dam sam bi bi wa an mo dan tu sam pa sam pa ti si diya Itawata ca ammehi sambetang punya sampedang Sabe buddha anumodantu sabba sampati sidiya Itawata ca ammehi sambetang punya sampedang Sabe satta anumodantu sabba sampati sidiya Idam me nyatinan kutu sukita huntu nyatayo Idam me nyatinan kutu sukita huntu nyatayo Idam me nyatinan kutu sukita huntu nyatayo Idam me punyan aswa kaya wahan Idang me punyang nipanasa pacayo hotu Mamang punya pagang sabasattanan dima Sadu, sadu, sadu